Chơi. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên, đó là về phần điện tử căn bản. Phần điện tử căn bản chúng ta thì gồm có ba cái linh kiện, đó là điện trở, tụ điện và cụm cảm. Đầu tiên ta học sẽ là đó là điện trở. Về phần điện trở thì nó sẽ có những cái phần rất là quan trọng đối với chúng ta phân tích schematic. Đó là phần tính cách tính Vout và cách tính cầu phân áp đó. Cầu phân áp đó các bạn. Thì trước tiên khi vào phần đó chúng ta sẽ vào phần nhận dạng đó. Thì đây là các bạn thấy đây là cái điện trở vạch màu. Thường thì đa số cái điện trở vạch màu này nó áp dụng vào cái nguồn của chúng ta là phế tua á, nó sử dụng rất là nhiều. Đó, thì trong phần mainboard chúng ta thì nó ít, nói chung là hầu như không sử dụng, mà nó sẽ sử dụng là điện trở dán. Nhưng mà cũng nói sơ về cho các bạn biết về phần điện trở mà vạch màu. Thì ở đây là những cái màu của nó này. Các bạn thấy đen nâu đỏ cam vàng lục lam tím xám trắng đó. Thì chúng ta từ 0 đến 9, còn những cái vạch màu trên nó là vạch sai số đó. Ví dụ như ở đây các bạn thấy là 1 0 0 bội số và sai số, tất nhiên là 100 nhân cho 11 là các bạn được 1 ký, 11 là một số 0 là các bạn được 1.000, 1.000 1.000 ôm thì chúng ta sẽ được 1 ký. 1 ký và sai số là cái vạch phía sau, các bạn thấy không, là chúng ta phân biệt được cái đầu này, hai đầu lớn. Thì cái vạch đầu ta tính là vạch đầu từ cái vạch mà nó lớn này nè trở về sau ha, là sai số. Đây là cái điện trở 1 ký nha. Còn đa số là về cái chúng ta thường có 4 vạch thôi, 4 vạch màu thôi, là như là 1 2 3 4, thì đây 4 7 ôm cũng vậy ha, 4 vạch màu thôi. Thường là vàng kim và bạch kim á, là cái sai số các bạn nên chú ý. Nếu chúng ta sửa sửa cái nguồn phế đô mà kim là sai số. Rồi chúng ta nhớ cái bảng này, đen nâu đỏ cam vàng lục lam tím xám trắng ha. Rồi về điện trở dán thì đây là điện trở dán, điện trở dán trên mainboard của chúng ta để các bạn thấy đây nè, đây điện trở dán của chúng ta. Thì đa số thì sau này là người ta sẽ sử dụng điện trở dán hết. À, điện trở dán. À, điện trở dán này các bạn thấy chưa, thường là đa số là ASUS sử dụng rất là nhiều, và Giga cũng vậy. Đây điện trở dán 8 chân 4 chân, thì các bạn để ý kỹ thì trên cái điện trở nó sẽ có một ghi một chỉ số, ví dụ là 330 hay là 220 hay là 8 822, số Giga chúng ta thường sử dụng. Thì các bạn tính như thế này, ví dụ như đây 223 là các bạn lấy là 22 nhân cho 13 là 3 số 0 là 22, 22.000 ôm. 22.000 ôm thì chúng ta được 22 kg. Còn ở đây 4G7 là 4 4 ôm 7 nha, 4 ôm 7. 4 ôm 7. Nó ghi 4G7 là tất nhiên là 4 ôm 7. Còn ở đây ghi 22 thì chúng ta nhân theo bội số thôi. Ở đây 8202 thì các bạn lấy 820, các bạn nhân cho 10 mũ 2. Cái số cuối cùng là cái bội số, cái số mũ đó, số cuối cùng là số mũ. Ở ví dụ 022 022 là các bạn 0.22 ôm. R là nó tính được cái phân biệt số ôm đó, chúng ta nhớ. Còn 000 thì chắc chắn là không ôm rồi, cái này không thay đổi. Nó có điện trở là 3 chân, điện trở 4 chân, rồi điện trở 8 chân ha. Những cầu gọi là cầu điện trở, ta gọi đó là cầu điện trở nha các bạn. Đây các bạn thấy cái đỉnh mainboard nè. Tôi quay cái này cho các bạn thấy luôn. Đây, ví dụ như đây nè. Các bạn thấy ở đây là chúng ta để ý kỹ thì chúng ta sẽ thấy một cái cầu điện trở nằm ở đây nè. Đây. 8 chân ha. 8 chân cầu điện trở. Tôi phóng to lên cho các bạn thấy. Đó. Đây 800 ở đây nó ghi là 822, đó là 82 10 mũ 2, đó là 8.200 ôm, là 8 ký 2, là 8 ký 2 đó. Rồi giống như đây thấy đó là cầu điện trở. Chúng ta cố gắng nhé, cố gắng mà chúng ta nắm vững được cái điện tử căn bản thì chúng ta mới phân tích vào cái schema hay là data sheet được. Rồi tiếp tục, đó là tới cái bài là VL.
VL. Đây là cách tính VL. Thì tính như thế nào? Thì các bạn thấy đây là một cái công thức nè, các bạn thấy chưa? Đây là công thức tính VL chung đối với hai cầu điện trở. Hai cầu điện trở. Rồi chúng ta sẽ áp dụng vào cái thực tế. Tôi lấy cái men H61 dựa 3.0. Tôi lấy ngay vị trí là U1. Các bạn thấy đây nó sẽ có một cái cầu điện trở nè. Như thế nào người ta gọi là cầu điện trở? Thì nó bắt buộc đầu trên của điện trở thiên, đó là điện trở trên, phải có điện áp vào. Ở đây là chúng ta áp dụng đó là cái VCC. Ở trên đây là VCC nha các bạn. Đó, ở dưới một chân, điện trở dưới một chân nó mát nha. Ở dưới một chân phải, nó bắt buộc phải nó mát thì chúng ta mới thu được, gọi đây là cầu phân áp. Gọi đây là cầu phân áp. Các bạn nhớ nha. Còn ví dụ như trường hợp này nè, ví dụ như các bạn thấy đây, thấy không? Thấy đây, ví dụ như đây xuống đây là cũng là cầu phân áp rồi. Rồi trường hợp không phải cầu phân áp là như thế này. Để tôi mở. Ví dụ đây, đây là tụ điện. Ví dụ đây nè, các bạn thấy điện trở trên cũng có một cái VCC đúng không? Nhưng mà điện trở này nó lại không nối mát, thì bị gì, nó cách bởi một con tụ. Thì các bạn thấy đây là không thể nào nối mát được. Và điện trở chúng ta đơn vị tính là ôm thì ai cũng đã biết rồi đúng không? Còn về cái ký hiệu nó là chính là R. Ký hiệu nó chính là R. R và cái biểu tượng trong cái schema của nó là như thế này. Gạch qua gạch lại. Đó. Thì các bạn thấy là điện trở dùng để làm gì? Chúng ta cứ nhớ nha, điện trở là cản trở dòng điện. Cản trở dòng điện. Dòng điện chính là ampe nha các bạn. Ampe là ampe đó, dòng điện ampe. Chúng ta nhớ cản trở dòng điện nhưng mà điện áp không cản trở. Các bạn nhớ, ở ví dụ ở đây người ta gắn là 3V. Thì khi mà nó đi qua đây lại thì đầu bên đây nè, nó cũng là 3V, không thay đổi. Đây là điện áp, thì cho nên là điện trở không thay đổi. Thay đổi trừ khi nó có một cái cầu phân áp. Các bạn nhớ nha, là điện trở là nó không thay đổi cái điện áp, mà nó chỉ cản trở cái dòng điện. Dòng điện tức như là cái ampe đó, cường độ dòng điện đó các bạn. Đây Y đó, là cường độ dòng điện nó đi qua đó, là nó cản trở. Còn về điện áp, nếu mà nó không có cầu phân áp thì điện áp nó không thay đổi. Chúng ta nhớ điện áp không thay đổi. Ví dụ như trên đây 3V thì xuống đây nó vẫn là 3V. Ở bên đây 3V, bên đây 3V thì nó qua đây là vẫn là 3V. Trừ khi nào chân này nối mát. Ví dụ chân này nối mát. Khi nào chân này nối mát nè, là tất nhiên 3V nó không thể đi xuống mát được. Bởi vì nó có điện trở là nó sẽ làm một cái gọi là cái linh kiện bảo vệ cho cái điện áp này. Ví dụ là như vậy, nếu ví dụ ở đây nói mát thì bắt buộc ở đây 3V thì bên đây không thể đi qua được. Đó, vì âm dương không thể nào mà chạm nhau được, trừ khi con trở này bị nối tắt, tất nhiên là trở thành một cuộn dây. Thì lúc này nó mới chạm, gọi là chạm dòng ha, chạm dòng, chạm điện áp. Đó. Cho nên là khi nào người ta nói mát, ví dụ như đây là người ta cũng gắn một con trở gọi là có số ký lớn, 10 ký hay là 100 ký gì đó. Đây các bạn để ý đây. Chúng ta vừa áp dụng vào thực tế và vừa áp dụng vào schema và lý thuyết để cho các bạn dễ hiểu hơn. Đó, ví dụ như ở đây đi, ở đây cũng là một cầu phân áp này các bạn. Thấy chưa? Ở đây cũng là cầu phân áp. Ví dụ như ở đây, điện áp đây, người ta muốn thay đổi dòng điện 3/3 xuống đây cầu khoảng 1/2 hay là 2V gì đó, thì người ta bắt buộc phải tính được cái cầu phân áp tại vị trí này để cho nó biến đổi thành 3/3 thành 2V. Tất nhiên là từ thượng nguồn đổi xuống hạ nguồn. Một điện thế thấp, các bạn nhớ là từ thấp xuống, từ cao xuống thấp, chứ không thể nào mà người ta biến đổi từ thấp lên cao được nha. Ví dụ như đây
ở đây là 1 V thì nó không thể nào dẫn xuống đây được, người ta sẽ gắn một chỗ 15 kg, 15 kg để chi bảo vệ cái điện áp này. Đó. Thì đầu đây nó mát thì đầu bên đây là điện áp âm dương, rồi áp dụng trên cái mainboard thực tế của chúng ta như thế này. Màu đen chính là điện trở. Đây các bạn thấy nè, nguyên dãy màu đen này, đó tất cả những điện trở hết. Thì các bạn muốn biết được cái chỉ số nó là bao nhiêu thì chúng ta chỉ đo việc cách đo. Đây là cái thực tế, ví dụ như đây tôi sẽ đo cho các bạn thấy, các bạn quan sát đồng hồ, tôi cho về cái dây đo ôm. Các bạn nên nhớ nè, đồng hồ thì chúng ta rất là dễ sử dụng, đồng hồ nào cũng vậy, nó có dây đo hiệu điện thế xoay chiều, rồi hiệu điện thế 1 triệu, milivolt, rồi ôm. Cái này là đo thống mạch. Thông mạch tất nhiên là đo thử xem cái đường đi, nó đi đến từ đầu này đi đến đầu này nó báo gì đó, về không ôm đó, tất nhiên đầu này nói đầu kia, rồi diode đó, rồi ampe đó. Bây giờ tôi sẽ đo số ôm, ví dụ tôi đo điện trở là tôi đo điện trở này, bạn lưu ý trên đây tôi không biết vì nó không ghi bao nhiêu, thì tôi sẽ đưa về cái số ôm và tôi sẽ đo. Thì ở đây các bạn thấy đó chính là 2.026 kg, là 2 kg, nó mang điện áp là 2 kg ha, nó mang điện áp là 2 kg. Thì khi các bạn nhìn lên cái mainboard, các bạn nhìn lên mainboard ngay vị trí này đi. Đó, ngay vị trí này nè, thì các bạn mở cái board view ra, ví dụ như tôi lấy điện trở này cho các bạn dễ hiểu nè, điện trở này ngay đâu này ha, ngay đâu này đi, thì tôi đo nè, các bạn phải đo, vừa tập làm quen vừa phải đo. Nó là 274 kg. À, rồi bắt đầu tôi mở cái bo view ra, cái bo view là nó chụp cái hình lại đó cả, nó chụp nguyên cái hình tổng thể của một cái mainboard lại. Thì các bạn thấy là khi mà chúng ta mà cho nhỏ lại, chúng ta quay lại giống như cái vị trí mà cái mainboard chúng ta để đây như vậy đi ha. Đó, ở đây thì chúng ta thấy là đây hai con chở này, ngay vị trí này, ngay vị trí này nó là DR, đây đây DR464 đúng không, DR462. Thì khi đó các bạn đánh qua cái vị trí là tìm cái trên cái mainboard PDF được trên view chúng ta là DR642, các bạn enter nó một cái, phải DR642 không, DR462 đây, hoặc là các bạn chọn như select tool. À, các bạn tô đen này nè, double list hoặc là tô đen, nó cần cho nét, cần cho nét là nó nhảy lên cái ô tìm kiếm của chúng ta. Khi các bạn bấm tìm tới sau đây bên đây thì các bạn thấy là 3.24 kg đúng không, 3.24 kg. Bây giờ tôi sẽ đo nè cho các bạn thấy nè, 3.24 kg đúng không, đúng vị trí đó không nha, này 2.74 kg, 274 kg, 274 kg. Nhưng mà trên đây á, là tôi đo là được, sorry tôi đo lời, tôi đo nhầm với con điện trở này không gắn, là tất nhiên là điện trở này nè các bạn, điện trở này là 464 DG464. Thì chúng ta sẽ qua đây, chúng ta sẽ tìm đây 464 này, 270 kg. Nó sai số khoảng 0.4 đúng không, sai số là khoảng 4 ôm luôn, sai số thấp gì cũng không sao, bởi vì sao, bởi vì các bạn đo trên men á là nó khoảng tầm 90% ha, 90%, bởi vì nó còn đi qua những linh kiện này nè, các bạn thấy nó còn đi qua những linh kiện, thì càng nhiều quá linh kiện thì nó sẽ có một cái trở kháng sai lệch chút xíu, trừ khi chúng ta đem ra ngoài thì chúng ta mới đo chính xác được. Rồi đó là phần điện trở, các bạn nhớ. Và cách tính VL, cách tính VL là như thế này, là VL sẽ bằng R2 nhân cho R1, R2 nhân cho R1, và R2 nhân cho VCC tức nhiên nhân cho điện áp vào, và chúng ta chia cho R1 cộng R2 tổng hơn này. Rồi tôi lấy ví dụ ở trường hợp này, tôi lấy ví dụ ở trường hợp mà cầu phân áp này để tôi tính cho các bạn thấy.
Đây, lấy trường hợp này, chúng ta công thức nào, công thức chúng ta là chính là gì? R2 nhân cho R1 nhân cho VCC, và chúng ta chia cho tổng R1 cộng R2, thì ở đây chúng ta tương đương gì? Chúng ta có phải là tương đương là chúng ta lấy là R2, tức là R4 nằm dưới con R gánh là 100 kg, chúng ta nhân cho VCC là 12 V, và chúng ta chia cho tổng R1 là R4995 là 8.06 kg, cộng cho R2 là RS4 là 100 kg. Thì chúng ta lấy cái bảng tính lên thì chúng ta thấy nè, 100 nhân cho 12 là chúng ta bằng 1200, chúng ta chia cho 80 cộng 100 là 180.6, 180.6 kg. Các bạn nên nhớ số ký và số ôm, khi mà người ta ký hiệu K, ví dụ 8.06, tất nhiên là 8.06 kg. Còn người ta không ký hiệu K, không ký hiệu K mà người ta ký hiệu như thế này này các bạn, 0-4 là tất nhiên là không ôm, và sai số là 4%. Sai số là 4%. Không ghi K là nó là không, là tính là ôm, đơn vị là ôm. Còn nó ghi chữ K là chúng ta tính đơn vị là ký. M là mê, chúng ta nhớ chứ, M là mê. Đó. Thì một ôm, 1.000, 1 kg sẽ bằng 1.000 ôm, và 1.000 kg sẽ bằng 1 mê, và 1.000 mê sẽ bằng 1 ghi, và 1.000 ghi sẽ bằng 1 t. Nếu chúng ta biết về máy tính thì những cái vấn đề mà về cái tính số ghi, số mê á, giống như ổ cứng thôi. Nói cái gì? Rồi. Đó, ở đây thì chúng ta thu được bao nhiêu? Thì có phải chúng ta làm lại. 1.200 chúng ta chia cho 180.6 thì chúng ta thu được ở đây là 6.6. 6.6. 6.6 V. 6.6 V. Thì các bạn thấy, thì người ta biến đổi từ cái 12 V này nè, ta biến đổi xuống thành còn 6.6 để cấp vào điều khiển vào cái chân 2 của IC này. Chân 2 của IC này. Vậy cái mạch này chúng ta sẽ học sau. Rồi, chân 2 của IC này. Đó, các bạn thấy là nó biến đổi từ cao xuống thấp ha, chứ không thể từ thấp lên cao được. Rồi. Giống như những trường hợp này các bạn có thể là lấy cái máy tính ra các bạn tính thử. Ví dụ như ở đây là, đây là cũng là có một cột phản áp đấy các bạn. Đây. Nói mát lên. Thì các bạn tính ngay vị trí này được cái cột phản áp của chúng ta. Đây cũng vậy. Đây cũng vậy ha. Về cột phản áp ngay vị trí này. Rồi. Về khối nguồn pin cũng vậy. Pin 1. Đây, các bạn thấy nè. Đây là cầu phản áp. Nếu các bạn tính, thường thì ở đây sẽ có một cái phần mềm của Trung Quốc cũng tính là rất là hay. Như ở đây nó ghi là gì? Là 1.5, 1.5 V. Thì áp vào đó các bạn, R dưới trên là 8.2 kg. Và R dưới là các bạn thấy là R trên là 6.49, đây là dưới là 10 kg, thì chúng ta thu được cái cầu phân áp là 1.5, 6.49, 10. Bấm vào BA thì chúng ta thu ở đây được là 0.1, nhìn 1 là 0.1. Đó, chính là cái cầu phân áp. Rồi, về trường hợp ba cầu phân áp thì sao? Đây, ba cầu phân áp thì sao? Thì bắt buộc các bạn phải áp dụng định luật ôm. Áp dụng định luật ôm. Thì chứ phần mềm nó cũng vậy, nhưng mà các bạn phải học để chúng ta biết được cái định luật ôm nó như thế nào. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thôi, đây không phải. Vạch màu. Dạ, ok, áp dụng định luật. Ví dụ như tôi tính ở đây. Thì trước tiên các bạn muốn tính được cầu phân áp này
3 điểm trợ là chúng ta thu được V1, V2. 4 điểm trợ cũng vậy, 5 điểm trợ cũng vậy. Thì bắt buộc chúng ta phải nhớ công thức định lực ôm. Là các bạn phải tìm được cái cường độ dòng điện đầu tiên, đó là Y sẽ bằng gì? Tổng trở chứ, tổng trở đầu tiên là RT nè. Các bạn sẽ bằng đó là R1 cộng R2 cộng R3. À, có phải là nó sẽ bằng tương đương gì? 4 17 ohm cộng cho 68 ohm cộng cho 180 ohm. Thì các bạn thu được nhiều? Bốn bảy cộng 68 cộng cho 180 thì chúng ta thu được 295 ohm. Rồi tiếp tục, sau đó chúng ta sẽ tìm được cái gì? Tìm được cái gọi là cường độ dòng điện, chính là Y. Y sẽ bằng U nha, ngay rồi Y sẽ bằng U chia R tổng đó các bạn. Đó thì chúng ta sẽ bằng nè, U là hiệu điện thế là 5V đầu vào nè, 5V chúng ta chia cho 295 thì chúng ta sẽ bằng 0.017 ha, tính chẳng 0.017 ampe. À đó. Khi mà chúng ta tìm được 2 R tổng và cường độ dòng điện rồi, chúng ta sẽ tính được cái VA. Thì cách tính như thế này. VA1 là U đó, sẽ bằng U1 sẽ bằng U sẽ bằng Y nhân cho R. À, Y ở đây là chúng ta thấy là nó là 0.017 ampe. Chúng ta nhân cho R là chúng ta nhân cho R tổng với R1 cộng R2. À, sorry, chúng ta nhân cho R dưới của nó là tất nhiên tổng của R phía dưới của VA này, tất nhiên là R2 cộng R3. Đó là tất nhiên là nhiêu? 68 cộng cho 180 đó là 248 kg. À, các bạn nhớ nha, 248 kg. Chúng ta nhân cho 248 kg sẽ bằng là 4/2. Thì VA1 sẽ bằng là 4.2 con. À, các bạn nhớ chưa? Rồi. Cái VA2 thì sao? VA2 sẽ bằng U nhân R, U ở đây, Y nhân R, Y đây cũng là 0.017 ampe. Chúng ta nhân cho R là R dưới VA2, tức như là R3 thôi. Nếu mà có R4 thì các bạn lấy R3 cộng R4. À, và cứ như thế chúng ta sẽ tính được tất cả những cầu phân áp, bao nhiêu điện trở cũng được, đúng không? 180 này. Đó. Không chấm 0.017 nhân cho 180 ohm, chúng ta sẽ thu được đó là 3V bằng 3.0 sao? Wow. Ha. Đó thì các bạn sẽ có được những cái VA mà chúng ta đã tính. Đó. Ở trong cái mainboard chúng ta cực kỳ hiếm về cái cầu phân áp ba điện trở, thường đa số là hai thôi. À, rồi. Đó là một cái nội dung bài 1 về phần điện trở, thì các bạn cố gắng là chúng ta sẽ học cho nhanh về cách tính cầu phân áp và chúng ta cách nhận dạng cầu phân áp, đó là cực kỳ quan trọng. À, thêm nữa đó là thêm một vấn đề nữa, đó là đo sóng chết. Thì các bạn đo sóng chết thì chúng ta cứ đo hai đầu điện trở là bắt buộc, chúng ta điện trở tụ điện thì chúng ta phải đo hai đầu. Ví dụ chúng ta khi mà chúng ta đo nè, các bạn thấy khi tôi đo nè, là nó lên là 4 ohm, 4 ký 2. Nhưng mà khi các bạn nhìn trên con trở mà 98 này là 8 ký 2, mà khi các bạn đo thực tế là đo hai đầu, chúng ta để hai đầu điện trở nha. Tất nhiên đầu bên đây và đầu bên đây. À, chúng ta đo nó sai lệch, nó lên khoảng 10 ký hoặc là một cái số mê rất là lớn, thì ta nói đó là sai số. À, điện trở bị sai số. À, còn chúng ta đo nó vô cực, không lên luôn, đó chúng ta gọi đó nó bị đứt,
nó bị đứt lìa giống như một cây cầu mà nó bị đứt giữa gì thì hai đầu nó không thể nào nối nhau được ha, không giao liên được đó. Còn về chạm là tất nhiên là lúc này nó trở thành một cuộn dây, à, giống như các bạn đưa về cái dây đo thông nhau, các bạn đo hai đầu mà nó chạm như vậy thì tất nhiên là nó bị xong với nhau, ha, xong với nhau. Chỉ ngoại trừ cuộn dây thì điện trở và tụ điện đều buộc phải có trở kháng, nó nhỏ hay cao cũng phải có trở kháng. Đó, áp dụng thực tế cho các bạn thấy như vậy. Rồi, rồi bài 1, bài về phần điện trở, chúng ta tôi dạy như gì rất là kỹ, và thứ hai nữa là nó rất là chi tiết. Chúng ta vừa áp dụng thực tế trên nên bo, vừa áp dụng schema và trong cái lý thuyết ha. Rồi, các bạn cố gắng theo dõi và học hỏi nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau nha các bạn.